Ngoại mới về. Dạ con chưa về. Ừ, ba mẹ về sao? Đang về sao á? Hello mọi người. Giờ này không có đi phụ mấy bà làm nằm đây con. Nó chỉ có ăn với làm gì. Mẹ ta nãy giờ ăn ngốt. Cái bầu sắp có tin vui không Mộc? Cái bầu sắp có tin vui. Vui có rồi chứ gì nữa. Thì chuẩn bị chưa mà. Sao người ta nói là ta làm liền. Cái bầu tuần sau lấy chồng nha mọi người. Tuần tới nữa hả? Ủa? Tuần sau chưa tới mà. Vậy là thêm tuần nữa hả? Thêm tuần nữa mới làm năm đâu, dắt đời chứ không. Cái gì lớn quá trời vậy ta? Cái gì gà chết á? Ông hai. Ủa, sao? Ủa, Dượng không về hả? Ông mẹ về sao? Sáng mai mới về. Hả? Là tháng sau nè. Tháng sau đám cưới. Bầu. Đám cưới bầu á. Đứa này xong rồi tới đứa kia nữa. Nếu làm liên tục đều thì đã đuối à. Đuối à, bệnh chết, đuối rồi. Dạ, con sắp có chồng nha, không có kêu bầu bầu nữa nghe. Mốt là phải kêu tên đàng hoàng. Trúc Giang. Là dịch bầu. Dịch bầu. Kêu đầy đủ, tên đầy đủ là dịch bầu. Rồi, mình xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay là đám giỗ của ông ngoại. Hai mẹ con mình buổi sáng nay thì do trời mưa về hơi trễ. Về ngay lúc mà mọi người vẫn bị dọn cơm sáng. Hôm nay thì mời cả nhà cùng về ngoại ăn đám giỗ với hai mẹ con mình nha. Đây là nhà ngoại. Nhà ngoại thì mới sửa lại sau này, hôm trước cái mấy nhà bằng ngói, gạch ngói. Sửa lại thì chỉ lập lại cái mái nhà là do cái gạch ngói nó dột quá. Chỉ lập lại bằng tôn. Còn sơn lại màu trắng thôi, còn kiến trúc vẫn cũ, vẫn giữ như nguyên. Ra đường bích dịch chân, không ai nhìn ra được. Cháu dịch. Cháu dịch qua mẹ mặn dịch á. Ở dưới luôn rồi không ký. À, dịch nhà nuôi. Con ăn mới ăn cháo ăn sáng dưới. Chưa ăn. Chưa làm gì chưa ăn kỳ. Mới về tới chưa ăn kỳ. Không có làm cái gì chứ không lên ăn cơm. Con đi nữa. Con đi. Chưa, mới 2 tháng còn gửi cho ông ngoài. Vậy là hai mấy năm rồi? 28 năm rồi. Cây nhãn này gọi là nhãn da bò. Nhãn da bò mà nó ra bông hay không cái nó bị vậy nè, nó không có đậu trái được. Thường nó kêu là bị chổi gồng. Này thường là không có thuốc trị. Mình thấy người ta nói là không thuốc trị. Thường bị vậy là phải cưa bỏ hết. Ở ngoài cậu Út có con cây nó bị nhưng mà cắt tàn á, cái nó ra lại được trái. Ở mình cũng có con cây ở phía sau mộ của cha mình á. Nó cũng bị vậy nè. Bên đây có mấy cái ổi. Nhưng mà ổi này không ăn được. Tại không có bọc á. Nó bị dầu thì hư chăng. Trái cũng to lắm. Thấy vậy chứ không ăn được đâu. Bóp mèo à. Trong đây là hư chân à. Trái này cũng vậy. Bóp nguyên mèo. Nhìn thấy ngoài đẹp đẹp chứ trong hư. Mình phải bao từ nhỏ.
Tao không chuẩn chứ mà. Không chuẩn. 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 Là tại vì đấy, có nhãn xuồng rồi, nhãn kia dày cơm. Nhãn kia dày cơm mà nó dai ăn ngon hơn. Giòn. Này giòn. Nhãn này chỉ nước nó thơm thôi. Ngọt gắt nữa. Đấy. Nhãn kia 20, nhãn này cũng 10 ngàn chứ bộ. 10 ngàn mà không ai mua. 10 ngàn ai mua. Rồi gớt rồi. Hầu có làm gì đây không? Dắt lên nhà mày. Wow, hầu ấy rồi chứ không? Một cầu thôi. Nếu mà cả nhà có xem video của mình nhiều năm về trước á, là năm nào mình có quay đám giỗ của ông ngoại hết, mà năm nào thì cũng có ngay đợt trái nhãn chính nè, cũng hái hết. Thơm lắm. Ôi trái này cũng dày cơm nè, nhưng mà nó không có giòn thôi. Ngọt, nó ngọt ngọt gắt lắm. Thơm, nước nhiều. Nhìn nó vỏ là biết tới rồi. Chín tới luôn. Vỏ ngoài nó sậm màu luôn nè. Ôi cái này hư rồi mày, trái này hư rồi. Tôi nghe cuốn nè. Thường là nhãn cái này là vậy đó. Hư ngay cuốn rồi nè. Sau nó ăn ngay cuốn, ăn vô. Không được mà. Thì mình ăn rõ cái cuốn ra. Ăn không được trọn vẹn thôi, nhưng mà vẫn ăn được. Để vô ăn cho ai. Ăn nhãn này có kinh nghiệm là lựa trái nào nhỏ nhỏ á. Nhỏ cho da sần sần là nhãn tiêu. Ăn cái hộp nhỏ xíu à, cơm dày đã lắm. Lấy cái cưa rồi như đợt rồi vậy đó. Trái này mới gọi là tiêu nè. Nè các bạn lúc. Nè đi, nè. Trái này mới gọi là tiêu đó. Ngọt ngay không? Cái hộp nó xíu luôn. Ừ. Như hộp tiêu luôn á. Đúng hồng tiêu luôn. Thiết kế món gì nữa. Ôi đồ ăn nhóc rồi. Nó dầu. Cưa mượn cái chậu. Lấy cây cưa ra cưa ra hái mới chịu anh Toàn có về cho nó đem về dưới chứ. Dốc cái đeo luôn rồi kìa. Mà nhánh trái cái làm biến hái. Lấy cây cưa là gì, cưa nguyên cái nhánh này nè. Ta nè. Rụng hết trơn. Vô lấy ghế xít tao ra đằng ơi. Nhãn này ăn hồi cái tay cái chịch luôn á. Nó ngọt đường. Cưa luôn rồi, hái không đã cưa luôn. Rồi hết, tốt lé nha. Rồi hạt đó, từ từ đó. Ốc ma chứ không thương mày lắm. Ốc má, đẻ ốc luôn á. Đó. Đó. Không phải mà cưa nguyên gốc luôn á Đạt. Cưa ừ. Cưa ngang gốc luôn, năm sau nó bứng rễ là chùm củi, chùm đông bánh tét. Chứ bữa sinh về là nói là không có thời gian nhất định nha chị. Đi ba uống bữa hoặc tuần. Nói ừ gán tranh thủ lên sớm. Nó còn mưa. Hai nhãn lần cưa lần nữa cây nhãn xuống à. Nãy giờ được một vỏ luôn. Sao một lúc vật lộn với nó hả? Nửa cây nhãn. Không mà con cưa vậy là năm sau ra từ chùa tính. Năm sau ra từ xong năm tới nữa mới có trái. Ừ. Mất 2 năm. À, cái thịt mới cưa dưới cưa lên. Ở biển. Xuống nè. Từ phải năm con gái đó chứ. Đó người ta đi. Đó. Đó, được khúc nữa. Hân cái hai nhãn này con. Hai đứa nhỏ cái hai nhãn nè. Chạy cho ông kiếm bọc bự đó hả? Ra hai. Vỏ này được. Để vỏ. Bông.
nè. Hì quá. Rồi cắn thịt nước luôn. Thái Bình tên gì vậy? Nhãn nhiều quá phải chở bằng xe. Dựa, giá thứ còn tháng nữa mà. Tháng sợ không kịp. Tới đó nó chín rồi á. Chín rồi luôn. Nếu mình để thì nó rụng giống như là rụng hết. Rồi đi vào. Quá trời rồi. Mấy chuyện rách chán à. Ừ. Rồi đi vô mình ăn nắm dỗ tiếp. Nãy giờ rồi mình đi hái trái cây. Ủa bột chuối đem vô chơi không? Ngủ hô tướng. Nó rồi. Năm con ngồi canh cửa nhà. Sáu con chạy ra luôn. Ủa tìm cái gì mày hay? Tìm. Nãy nãy tưởng đầu khìa chứ. Sao không thấy gì chiên rồi. Chiên cá vàng. Rồi thả vô tìm nó mới thơm ngon. Này là chính đúng là tìm nè, đắp mía dưới nè. Thịt ngon ha. Hồi ngày xưa ăn biết tìm á, rồi múc ra tổ biết làm gì đó không, có cái bột phai chiên để gắt lên nữa. Vậy con vậy con để lên dĩa cũng không được chứ. Có gì đâu. Để lát nữa đang cho. Hay gì nó dỗ rồi người ta có nếp cho này mà mới nếp cho nhà. Chị cứu hành là để chung vô đây luôn nha. Mình nói đó, nói chứ không biết thì chủ nhà có phải vậy không. Nhớ cái đây vài năm có gói bánh giờ hết gói rồi. Ừ. Lần gói trời ơi. Bánh tét. Bánh tét. Bánh tét bánh ít. Bánh ít. Nghĩ hồi đó ông nội ơi, hồi lúc mà mở sáo rồi về làm dâu trước á. Giờ gói vậy ba ngày cô ta cô tám ơi, đúng rồi. Giờ gói cũng không ăn. Ừ. Cũng đâu ăn tại vì muốn ăn cái là ra chợ mua chợ đâu có cần rồi. Thèm đâu không, gì hết đâu. Đâu có đâu. Tết à. Cũng vậy nữa. Bây giờ gói thì cũng không có ai mà ăn nhiều đâu. Bây giờ mình lò giỏi lắm ăn cái một đó. Ngán. Cái này bằng mà... chị à, mà tôi quyết gì xài không đó, để lại em quậy nước uống chứ đừng bỏ uống nha. Đây đây cái đó nói là để cho anh bàn nhậu nhậu. Ủa tiệm này không có vị thuốc bắc hả bố? Không tiệm vậy hả? Tiệm này tiệm khác mà này tiệm đậu hả? Tiệm đâu 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 không. Ừ, chứ không phải còn kia tiệm thuốc bắc. Nghe tiệm kiểu như hồi hồi xưa tiệm có mía. Tiệm thập niên 80 à. Còn thuốc bắc là sau này. Này đường phải không? À, thuốc bắc là hồi đó cũng của tàu. Đúng, sau này mà mình học trước. Có nhiều đó. Có sào với lần cua. Thôi vậy được rồi, thấy nhiều rồi. Tại nãy 5 phút cái này còn cái gì? Nước giấm lên nữa. Nước giấm lên. Chị, cái miếng thịt. Ở đâu Thái Lan hả? Ừ. Đâu kiểu Thái Thái miếng. Thái miếng. Được rồi, chế miếng tiêu vô. Thì gọi là bích tất Thái. Thái miếng, Thái lát. Để tiêu vô cái khác. Chị tám đi lát múc hai bịch cho mình. Ủa, đó gì vậy mà? Cái này là giấm đường củ hành. Còn mình ở đây gần gần khẩu. Tiêu. Giấm đường củ hành tiêu. Vậy mà tới dành là chú quý á. Này tứ giấm mày có tứ quý nữa hả? Tứ quý chứ không phải chị dưới đâu con còn hai dĩa nữa. Nó lộn. Con hai dĩa lộn tứ quý. Chứ không phải giấm. Tứ quý. Nè, hết bưng bưng bà đi lên kia nó chở thằng Cúc.
cái bún để trên thì cái dĩa thơm thịt để dưới. Nè, bún bấm đây nè Đạt. Còn mấy bữa ăn cơm nữa đó. Sao thiếu vậy? Múc 5 cái đủ mà bà con. Cái này chín rồi thành ra mình mới để sau cùng. Tổ kia. Tổ kia chiên. Ngồi ghế đây đi ta. Ngồi ghế đâu vậy? Có ai thấy còn ghế không nha nha. Ngồi ghế thấy trên cái bàn chỗ cô 12 cái mừng. Cộng vót. Vậy là em vô cầm khách rồi đó. Vô trong buổi giác chậm coi. Cái dọn cúng này hay cứ quên cái vụ gì nữa không? Ngủ. Ngủ mà nãy có lấy sao. Ngủ ngủ ai ngủ. Nãy giờ nó đòi ngủ quay đó. Thôi. Lúc gì rồi? Rồi. Cái điều ngon, điều này ăn anh Tuấn, cái này chín dạ. Mùi nứt luôn nè, điều giống giống cái mận. Thấy anh Toàn anh được không làm một bịch kìa. Toàn không có lọc ăn thiệt rồi, cái này chuẩn bị giờ cho nó về, nó không về thịt chú chồng. Chú rể ơi, chồng có ai không mà không có giòi ha. Ăn tươi luôn, nhìn đã. Điều này ngon nè. Đây. Rồi, ta đem về nha. Con lấy đi, con tự, con đi lấy đi. Con ăn ở nhà là con có gì, không phải dạ, dạ đó à. Con ăn gì, con ăn gì cũng chấp nha. Rồi ngoại đi, đút cơm cho con nè. Rồi mà cả nhà dùng con nhịn luôn. Tính nha. Để nó cho nó chín, kệ nó đi. Ủa gì vậy? Nửa gì bà nội đút con nha. Cái cốc xe lên, dỡ từ cửa sang lên, lỡ ta đi nghe người ta lấy. Hai ba mà thôi á. Vậy? Năm rồi là một năm. Rồi mâm màu à, năm rồi ngay giãn cách mà. Năm rồi đóng bản bản gà. Nó ngồi giãn cách, giờ này giãn cách. Chim mà. Bánh ú của hàng của Hồng đem về là bánh ú lá che. Nước cho. Ăn cơm. Ăn cơm xong rồi giờ ra sao ăn bánh ú. Bánh ú nước cho. Ai chứ màu đẹp đó. Ai cũng chín thai vậy. Vô một cái. Dạ các bạn có thanh niên. Hãy uống cái là một lon bia 3 ly rượu. Vô một cái mời cả nhà đi. Vô. Vô. Ai thôi muốn ly bể gì á. Vô. Rồi ly rượu bông đâu? Có ăn gì? Nhịt bầu đâu vậy? Nhịt bầu. Chuẩn bị tư thế. Tư thế làm cô dâu. Làm cô dâu mới. Cắm tôm nhau nha. Hả? Nhịt bầu thấy chi mén lấy chồng. Xong tới đàn chị nè, đàn chị thấy đây nôn nữa. Con làm gì? 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 Con là
Rồi, bầu qua ngồi ghế gì Út kìa. Chị ăn cơm đi. Mày đứng mày quê hoài mày không uống. Xíu mày muốn sao? Chấp anh uống trước. Anh làm anh uống trước. Mày đã tao đi về, tao uống trước từ sớm thì mày không uống được tí nào đâu. Kìa đây dư cái chén kìa. Nè, chú đủ đi gì ta? Giữ tôm rồi, nuôi tôm rồi. Giờ nuôi tôm rồi. Vô. 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 Vô được. Ủa đi về nội ơi. Ủa của anh mà. Của mày á. Ơi, hồi đó về em á, về em không nhậu nhiều nữa đừng có rủ em nha. Móc dịch bộ đi, tiêu rồi, không ai nhậu. Lúc đó mày là rủ em là em không nhậu đâu. Mới vô sát sát bên à, hú cái chạy liền. Qua cầu. Qua cầu bà kè lại dưới. Nó đồng 4 chưa? Chưa, tới 4 chưa tiền, không biết nữa. Không biết nữa. Chồng nó mới nói. Chồng nó mới nói tiền. Cái cổng chào bự chạy gọi là quá rồi. Đâu vậy? Vô. 2 3 vô. Rồi tới giờ này mới xuống tới. Đóng cửa giờ Dính. Đóng cửa giờ. Hỏi sao nhắc nhắc vậy? Rồi băng băng rồi. Tối ngủ chê xỉn thì xỉn quá chén. Đi xúc vô canh tủ. Được cổ. Ừ, lật qua lật lại. Ủa có cái tô bằng bằng ngà, bằng ngọc, bằng ngà nữa mà đâu. Cái chiếu à. Hả? Ngà trắng cái tô. Cái ốc hả? Tô bằng gió ốc. Ôi, nhìn nó bóng bóng nè. Thì kỳ đó nhìn lâu cái dĩa ra mất mẹ nó cái luôn rồi. Mất hai cái. Lâu cái dĩa. Đâu hết tiền. Cái mọc luôn hả? Ôi, bị nứt rồi nè. Chỉ định chân trái cây. Chung với cái chân. Chân có chân mình cài bằng cây nãy đúng không? Tô. Tay bụi thôi. Đó là tô còn được mấy cái tô? 4 tô hả? Nè. Dưới này hả? Mất tiêu rồi. Nè mất cái còn cái hả? Ôi nó chiếu luôn nè. Ừ. Không. Lúc đó là chưa có làm cái kính này lại. Còn cái kính để. Mới làm lại sao? Ở trong máy ảnh mọi người thấy không thấy nó chiếu chứ ở ngoài cái khuôn mặt á. Mình vô vô vậy nè. Vô vậy là thấy chiếu luôn nè. Thấy kiểu như ánh sáng nó vô á. Còn ở trong máy ảnh thì không thấy. Nó như vậy nè, nó lắc lắc như vậy nè, thấy nè. Còn nhìn trong máy ảnh thì không thấy. Hôm nay còn được 4 cái tô. Nè, đồ cổ của bà ngoại. Đây có mấy cái ly đây nè. Ly mà nhìn ở đây thì không thấy xanh, nhưng mà nhìn lại thấy xanh nè. Nhìn vậy không thấy xanh, nhìn vậy thấy xanh. Sáng giờ trời không có nắng luôn, cái ô gì hoài nè. Đầu buổi sáng thì có mưa nữa.
Hôm nay là ngày thứ hai của ngày đám giỗ của ngoại. Thì thường nhà ngoại làm đám giỗ là buổi ngày hôm trước là một cúng một con mâm chiều, ngày hôm sau là cúng một con mâm chay. Còn mấy anh em muốn lấy gai thì làm mồi riêng lấy hậu. Cái cây này là nghe dốt nó là cây thiên tế, một năm mới ra lá một lần. Này là mới ra lá nè. Nó đó nó lại lú đầu nữa đó. Mày lựa con bự quá chiên nó không? Rồi, nó lụm tiền liền. Thôi con này nhỏ quá vậy. Bỏ vậy hai con à. Có cá bự không? Cá bự nhất là mấy cái? Dữ vậy hả? Thì con nhỏ nó về nó đợi sẵn rồi thấy không? Để chúng là nó ổn thì. Đó. Ăn bự nó khôn lắm, ăn khôn nó mới thành nó mới bự được. Đó là gần đó đủ rồi đó. Dễ câu ghê không? Hồ nhỏ. Còn cái hồ dưới bự chà bá luôn. Còn gấu rau trắng nữa mà. Rau mới hay. Quế, chi tô. Đắp đi. Ra trên gì trồng cái nó bị ấy chứ nè trời. Vị chính đi xúc vô cái bàn thử cái chân. Coi cái nào cứng. Nay bó chân coi cái nào cứng. Ai nhẹ chân mềm hơn cái bàn. Nó bó bàn chân luôn. Đụng xong lắc lắc thử gãy chân hả? Lắc xong coi 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 nó có phải gãy không? Ai nhẹ gãy thiệt. Nó bình thường chưa sao. Rồi sao mới đi vô chính. Dối xuống lắc mấy con kìa. Lắc bên này xem nó lừa. Ừ, rồi mấy nó ra nó nhung nó mẹ gãy tiền rồi. Nó chơi mẹ nó thiệt. Cái gì ở nó chùi nó mẹ nó giò. Sáng hôm nay làm ba con cá tôm tượng chiên xù. Cá này bự ghê. Con này giống khoảng 2 kg. Mấy con này nhỏ hơn cái chừng tầm 1,5 kg. Vậy cái mình bóp cái nó chảy ra đó. Bóp cái nó chảy ra. Cuốn cụ cũng có sáng chế. Hỏi công mình gót. Đây là mâm của mấy người phụ nữ. Sáng nấu canh chua chay với hủ tiếu xào chay. Rồi rau củ kho. Ngoài lẫn con. Chà, tao đúng mắm mày làm đúng không? Nè cái này nước canh nó hút rồi. Chín rồi. Để nó cơm này. Chín rồi ăn kìa. Nay ngoài ăn chay hả? Nó ăn cá nè. Tưởng nó ăn chay. Tưởng đâu ra đây ăn chay luôn chứ. Hôm nay mùng 10 mà con ăn nè. Con ăn này một cách đi. Tôi đi ăn. Hả? Mình lớn tuổi rồi ăn chi. Lớn tuổi rồi. Ăn cho có sức khỏe, khỏe. Đàn bà đâu nghe gì hết. Tuổi nhỏ thì ăn. Ăn nghe không? Vô. Bầu vô. Bầu vô hả? Vô tóc lại nè. Hay là ngồi gần ổng ơi. Hay. Đó giờ tao có thấy nó có hai chứ không thấy là chật không phải ha. Ăn có nủ hồi bắt em con nó chiên. Mẹ. Kìa tại thấy giờ cái đến cái người nó ăn nhiều quá. Thử cuốn lên. Thôi tôi ăn gì ăn cháo hả? Ủa nè Hoàng ơi. Ăn cháo của một nè.
Nãy bún không vậy? Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.